Mọi người lưu ý giúp mình một điểm là để nhận biết được đầu đuôn chúng ta có nhận ô cứng hay chưa thì chúng ta sẽ nhìn ở phần dưới này. Nếu mà đầu đuôn hiện ra những cái tùy chọn như vậy, tức là nó đã nhận ô cứng. Còn nếu mà đầu đuôn không có hiện ra những tùy chọn này thì nó chưa nhận ô cứng nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ làm một cái video clip, Sang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách setup cơ bản một cái đầu đun karaoke như thế nào. Thì thật sự thì với những cái đầu đun karaoke thì khi mà bán ra thì Thiên Vũ cũng đã setup tất cả mọi thứ để cho khách hàng sử dụng rồi. Tuy nhiên thì với cái đầu đun này cũng còn khá là mới thì khách hàng cũng chưa có nắm vững được hết tất cả mọi thứ. Nên với cái video clip này thì mình mong muốn thì khách hàng sẽ tăng lên cái độ trải nghiệm tốt nhất. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chi tiết vào cái phần hướng dẫn cài đặt ha. Ok, thì trước mặt mọi người đây chính là những cái thiết bị, những cái sản phẩm cần có khi mà chúng ta cài đặt một cái đầu đun. Thì đầu tiên thì chúng ta không thể thiếu đó chính là cái đầu đun rồi. Đây, đây là cái mẫu đầu đun Solo 4K. Thì đây cũng là cái mẫu đầu đun mà Thiên Vũ bán rất là nhiều trong cái khoảng thời gian cho ra mắt. Tiếp đến thì chúng ta phải cần có một cái ổ cứng. Thì cái ổ cứng này, đây chính là ổ cứng 4T ha. Ổ cứng này đã có sụt sẵn rồi, đã có trong đó có dữ liệu rồi. Thiên Vũ xài ổ cứng ha. Tiếp đến thì để cài đặt một cái đầu đun thì chúng ta không thể thiếu đó chính là remote. Thì ở đây hãng đun cho chúng ta hai cái remote, một remote của Bluetooth, một cái remote của hồng ngoại. Thì sự khác biệt giữa hai cái remote này như thế nào? Thì với cái remote Bluetooth á, thì các bạn sẽ chỉ cần các bạn bấm thao tác mà không cần phải chĩa thẳng vào cái đầu đun. Tuy nhiên thì đầu mod hồng ngoại thì mọi người phải chĩa vào cái đầu đun mọi người mới có thể điều khiển được. Thì đó là sự khác biệt giữa hai cái đầu mod này đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những phụ kiện đi kèm như là anten nè, anten Bluetooth, cũng như là dây nguồn, một ngõ HDMI, một cổng dây HDMI để chúng ta có thể kết nối với TV, một cổng dây quang để chúng ta kết nối với nguồn tín hiệu âm thanh đó. Đó là những cái thiết bị cơ bản để chúng ta có thể cài đặt một cái đầu đun. Và cái phần không thể thiếu đối với cái đầu đun này đó chính là chúng ta phải có wifi. Khi mà chúng ta có wifi thì chúng ta mới có thể kết nối được cái phần mềm smart karaoke trên cái đầu đun để chúng ta có thể thao tác điều khiển trực tiếp trên điện thoại hoặc là iPad của chúng ta. Ok, thì đó là những cái vật phẩm cần thiết. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cắm dây và cài đặt đầu đun. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình làm những cái phần cơ bản trước, đó chính là mình lắp anten vào. Đó, một anten chính giữa nè. Anten chính giữa. Hai anten hai bên. Rất là đơn giản nha. Ok. Cái này nó có vẻ hơi lỏng nha. Đây là con demo của Thiên Vũ nha mọi người. Thì để mà cài đặt cho mọi người thì mình đã reset lại tất cả mọi thứ để cho nó quay trở lại từ đầu, để giúp cho mọi người có thể nắm rõ hơn, kỹ hơn. Đó. Tiếp đến thì chúng ta bỏ cái ổ cứng vào. Ok. Bây giờ ta sẽ tiến hành cắm âm thanh, cắm nguồn cũng như là HDMI cho đầu đuôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm HDMI ha. Ở đây có một cái điểm lưu ý nè nha mọi người. Thì ở đây nè, thì hãng sẽ cho chúng ta 3 ngõ HDMI. Tuy nhiên chúng ta sẽ cắm ở cái ngõ HDMI out main này ha. Cấm ngõ HDMI out main này mới là đúng nha. Còn ngõ HDMI out audio only này chỉ là lấy tín hiệu âm thanh thôi. Ok. Out main là sẽ out luôn cả hình ảnh luôn. Đúng rồi. Chúng ta đẩy TV ra. Lý do mà Thiên Vũ lắp đặt TV giúp khách hàng thì luôn luôn sử dụng cái bát treo bướm. Chúng ta dễ dàng cắm dây hơn mọi người. Thì HDMI out từ cái đầu đun lên in, HDMI in của TV nha mọi người. Đó. Rất là đơn giản. Ok.
sát vào rất là dễ dàng ha. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ cắm ngõ âm thanh đây, optical. Nếu mà chúng ta sử dụng không có ngõ optical á, thì nhà hãng cũng cho chúng ta thêm những cái ngõ như là ngõ AV ở phía sau nè, để chúng ta cắm nè. Nhà hãng cũng cho chúng ta những ngõ AV để chúng ta cắm nè. Còn mình thì ở đây mình xài van số nên là mình sẽ cắm ngõ optical ha. Ok, cắm ngõ vào optical. Và khi mà chúng ta cắm HDMI, cắm optical xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành là cắm nguồn vào cho mọi người. Đây mình cắm ở đây đi ha. Ok mọi người, thì cái quy tắc hoạt động của đầu đun thì cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu hình ảnh của đầu đun, chúng ta sẽ truyền trực tiếp lên TV. Đó. Và cái tín hiệu âm thanh của đầu đun chúng ta sẽ truyền vào van số để van số xử lý và đưa ra lo. Nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì bây giờ thì khi mà mình đã lắp đặt tất cả mọi thứ, mình đã cắm tất cả mọi thứ dây rồi á, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình tiến hành là mình sẽ mở cái công tắc ở phía sau lên. Đó. Chúng ta mới bắt đầu mở công tắc phía sau lên. Thì lúc nãy mình cắm ở HDMI 2 nên là bây giờ nó sẽ lên nè. Ok mọi người, thì sau khi mà chúng ta mở đầu đun lên thì ở cái giao diện đầu tiên thì đầu đun nó sẽ như vậy. Đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt Bluetooth cho cái remote này. Đó. Chúng ta nhấn Enter cộng V cộng. Đó. Thì nó sẽ pairing cái Dual Remote R3 chúng ta. Thì đây cái remote Bluetooth nè. Thiên Vũ thường xài cái remote này cho nó dễ nha mọi người. Đó, có bấm mật khẩu hay gì đó chúng ta cũng có thể bấm ở cái dãy số này. Nó rất là tiện. Đó, thì mình chọn tiếng Việt ha. Mình sẽ chọn tiếng Việt. Nếu mà mọi người ở một quốc gia nào đó thì mọi người có thể chọn cái quốc gia ngôn ngữ mà mọi người muốn. Đây, ở Việt Nam thì mình chọn tiếng Việt. Bây giờ thì mình sẽ chọn Automatic Setup ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn là mạng không dây, kết nối Wi-Fi cho đầu. Đó, thì chúng ta sẽ chọn cái Wi-Fi nhà chúng ta. Bây giờ mình sẽ cài đặt Wi-Fi ha. Ok, thì sau khi mà mình đã bấm mật khẩu Wi-Fi thì mình vào ha. Đó, mình chờ khoảng vài giây. Ok mọi người, thì đầu chúng ta đã cài đặt xong rồi. Về phần Wi-Fi. Bây giờ ta tiến hành cập nhật cái firmware của nó. Mọi người đợi xíu để cho đầu bắt đầu load phiên bản firmware của đầu ha. Ok mọi người, thì đầu chúng ta bây giờ đã cài đặt về cái phần Wi-Fi, kiểm tra cái firmware rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại cho chắc ăn ha. Đó. Mình vào phần cấu hình chung. Tiếng Việt. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào cái phần hỗn hợp nè. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái firmware. Xem có phải là phiên bản mới nhất hay không. Ở đây là cái phiên bản R20 nè. Đó, cái phiên bản này cũng tương đối là mới rồi. Tương đối ok. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra ha. Tiếp đến là chúng ta sẽ cài đặt về cái phần hình ảnh cho cái đầu. Ở đây thì đầu sẽ để ở cái chế độ là Maximum Video Mode. Tuy nhiên thì Thiên Vũ sẽ chọn ở độ phân giải mặc định cho đầu luôn. 4K 60Hz. Ok.
phần này chúng ta sẽ để ở Spylik. Đồng ý nha mọi người. Đó. Rồi, ok. Áp dụng thay đổi. Xong rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt phần mềm Smart Karaoke cho đầu. Thì đối với cái ổ cứng mà khi mà Thiên Vũ bán ra đi kèm với đầu á, thì đã có cái phần mềm Smart Karaoke trong đó rồi. Nên là chúng ta chỉ việc vào cái phần là đĩa cứng nè. Đó. Chúng ta sẽ thấy là Smart Karaoke. Thì ở cái phiên bản đầu đuôi đó thì chúng ta sẽ chọn cái phần đó chính là phiên bản RTD nha. Đó. Đối với đầu đuôi thì chúng ta sẽ chọn RTD. Chỉ việc cài đặt thôi. Ok. Sau khi đã cài đặt xong thì chúng ta mới bắt đầu đi tiến hành đi vào cái phần Android TV trên đầu. Đó, thì ở đây thì cái phần ứng dụng này nó sẽ có hai cái phần, chính là Dual HD và Android. Thì chúng ta sẽ chọn phần Android. Chúng ta xuống phần Android TV để cài đặt. Chọn. Dual bắt đầu sẽ load lại và cài đặt cái phần Android TV cho cái đầu. Cần một xíu thời gian ha mọi người. Chúng ta sẽ chọn ha. Và đây chính là cái giao diện Android TV khi mà đầu bắt đầu chạy nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm Smart Karaoke trên cái phần giao diện này. Thì chúng ta sẽ vào phần dấu cộng nè. Cài đặt. Đó. Chúng ta muốn di chuyển cho nó quay ra trở về cái vị trí mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ đè nó luôn. Đè phần Enter. Nhớ nha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái phần di chuyển nè. Đó. Nó bấm vào phần di chuyển và chúng ta kéo nó ra cái phần đầu tiên. Đó. YouTube thì chúng ta cũng hay xài nhiều nên là chúng ta sẽ đè nó Enter. Chọn phần di chuyển và kéo nó ra vào phần này thôi. Đó. Và sau khi chúng ta cài xong rồi thì chúng ta bắt đầu truy cập vào phần mềm cho phép ha. Đây là cái phiên bản RTD 3.18 thì phiên bản mới nhất hiện tại là 3.23. Thì ở đây đầu sẽ kêu chúng ta là cập nhật phiên bản mới nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào cài đặt phiên bản mới nhất cũng như là sẽ quét lại danh sách bài hát khi mà chúng ta đưa cái phần ổ cứng vào trong cái đầu. Đó. Lúc nãy mình đã cài đặt cái phần wifi rồi nên là vào đầu thì sẽ có wifi luôn. Và khi mà chúng ta chưa cập nhật thumbnail của bài hát thì bây giờ thì những cái phần bài hát này nó sẽ không có hình ảnh. Bây giờ chúng ta mới tiến hành. Mọi người lưu ý giúp mình một điểm là để nhận biết được đầu đuôi chúng ta có nhận ổ cứng hay chưa thì chúng ta sẽ nhìn ở phần dưới này. Nếu mà đầu đuôi hiện ra những cái tùy chọn như vậy, tức là nó đã nhận ổ cứng. Còn nếu mà đầu đuôi không có hiện ra những tùy chọn này thì nó chưa nhận ổ cứng nha mọi người. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần bánh răng cưa ở phần cài đặt. Chúng ta đầu tiên sẽ là kiểm tra mã kích hoạt. Thì đối với những cái đầu đuôi mà Thiên Vũ bán ra thì mã kích hoạt sẽ là vĩnh viễn ha. Còn đối với những cái đầu đuôi mà không phải Thiên Vũ bán ra thì chỉ được là thời hạn, nếu mà chúng ta mua thì khoảng thời hạn khoảng tầm 2 năm thôi. Không có bị vĩnh viễn. Đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cập nhật ứng dụng nha. Cập nhật ứng dụng nè. Đó. Chỉ cần bấm vào là cập nhật ứng dụng thôi. Sau đó nó sẽ kêu mình cài đặt lại. Như là chúng ta đang cập nhật ứng dụng trên cái điện thoại chúng ta vậy. Đó. Sau khi xong thì chúng ta mở luôn. Bắt đầu quay trở về cái phiên bản mới nhất. Ok, thì sau khi cập nhật xong thì chúng ta tiến hành vào lại phần bánh răng cưa giúp mình nha.
Đó, bây giờ chúng ta mới bắt đầu là quét lại danh sách bài hát. Với những cái đầu trước đây mà Thiên Vũ bán ra như là HD Media, đầu Q10 hay đầu Eric á, thì tốc độ quét bài hát có phần hơi chậm tí. Tuy nhiên ở cái đầu đun này thì tốc độ quét bài hát nó đã được cập nhật lên cao rồi. Đó. Tiếp đến là phần thumbnail, thì thumbnail bài hát sẽ có hơi lâu một tí do là cái số lượng bài hát nó lên đến là gần 20 mấy ngàn bài, gần 30 nghìn bài, nên là cái lượng thumbnail nó rất là nhiều. Đó, mọi người đợi giúp mình khoảng trong vòng khoảng tầm 5 phút thì nó sẽ quét xong. Ok mọi người, thì sau khi mà mình đã cài đặt xong cái thumbnail á, thì nó sẽ quay trở về nè. Mọi người thấy nè, thumbnail lúc nãy là không, bây giờ là 23.874 nè. Đó, thì lúc nãy thì mình có cái ổ cứng ha, tuy nhiên thì trong quá trình mà quay clip thì cũng có khách vô mua đồ đun nên là cũng bán luôn rồi. Đó, hiện tại cái đầu này là chưa có ổ cứng nè. Đó, như là mình sẽ cho mọi người thấy là khi mà đầu đun là nó không không có ổ cứng thì nó sẽ có như thế nào. Ok, khi mà đầu đun không có ổ cứng thì mọi người có thể thấy nè, đó, nó không còn hiện lên những cái list danh sách bài hát ở phía dưới nữa. Đó, đó là chính là cái lúc mà không còn cứng. Ok mọi người, thì video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà quý khách hàng nào có những thắc mắc gì hãy gọi đến số hotline của Thiên Vũ để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Nếu mà cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.